Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái nội dung đó chính là bóc những cái sản phẩm xem bên trong có những cái gì cũng như là test game, test hiệu suất của những sản phẩm đó để cho các bạn tham khảo về cấu hình các bạn nhé. Và cái sản phẩm này khi các bạn gửi cho mình ấy, thì mình đã liên hệ với shop và mình đã lấy được nó về đây rồi. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra để xem bên trong có những cái gì. Và nhớ là cái sản phẩm này có giá từ trên 4 triệu, dưới 5 triệu là một bộ máy tính và toàn bộ các cái chi tiết của sản phẩm này mình để dưới phần mô tả nếu mà các bạn cần tham khảo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần bóc cái sản phẩm này ra nhé. Cái thùng này nó khá là to. À, đây là cái phím các bạn này. Trong đây toàn là xốp thôi. Tiếp theo là một chiếc màn hình. Một chiếc lót chuột. Dây cáp chuột. Một bộ loa. Dây mạng LAN. Chân màn hình. Chân màn hình. Và đây. Đây là cái phần cuối cùng là một cái cây máy tính. Bây giờ mình sẽ bóc toàn bộ cái này ra để xem như nào. À, mình sẽ lắp cái màn hình vào trước nhé. Đây là một con màn hình HP các bạn nhé. Rồi, chúng ta đã lắp xong cái màn hình. Chuột đây mình sẽ bóc luôn. Một con chuột. Phím đây. Phím mới, chuột mới các bạn nhé. Và đây là một bộ loa này. Loa này cũng mới luôn các bạn ạ. Đây. Ngoài ra thì đây là lót chuột. Đây là các cái dây. Ở đây sẽ có các cái dây nguồn về cắm PC này. Có hai dây nguồn này, chắc là một cái màn hình, một cái là PC. Còn đây là dây, chắc là dây cáp màn hình. Đấy, dây nguồn. Còn đây là dây mạng LAN. Không biết bao nhiêu mét đây, chắc là 5 mét. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hộp này. Đây, đây chính là cái cây PC của nó các bạn nhé. À, phía sau này. Phía trước này. Vỏ mới nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ lắp toàn bộ cái bộ PC này vào để xem nó lên không. À, các bạn lưu ý nhá, nếu bạn nào mà có mua những cái bộ máy tính ấy thì các bạn chú ý này. Đây này. Ở trên đây nó có VGA bên trên này, DVI bên trên này. Và đây, ở bên dưới cũng có VGA và DVI. Thì các bạn nhớ cho mình là nếu mà có hiển như thế này thì các bạn cắm ở cái cổng dưới nhá. Cái cổng dưới này, cắm cái nối ở màn hình ấy ở cái cổng dưới này này. Đấy, vì cổng dưới này là của các hình rời. Còn nếu mà các bạn không có các hình rời thì các bạn cắm ở trên các hình on đây. Của các on đây, trên đây thì được. Chứ bạn cắm ở đây là nhiều lúc là nó sẽ không hiển thị hình đâu nhá, mà phải cắm ở dưới đây. Ok. Mình sẽ quay gần để cho các bạn xem cái cách mà mình lắp các cái dây. Đầu tiên các bạn thấy đây là dây nguồn 220V này, cắm vào màn hình này. Đây là dây cáp VGA của màn hình này. Cái dây cáp này sẽ cắm vào cái các hình rời của cái chiếc PC. Còn đây là các cái rắc cắm USB. Hai cái này là của phím và chuột. Cái này là của loa này. Và một cái rắc cắm loa, cái rắc 3.5 này thì cắm vào cái ở giữa này. Còn lại dây nguồn đây. Thế là xong, chúng ta đã cắm xong mọi thứ, lót chuột mọi thứ đây. Đấy, bộ máy tính đấy, bây giờ mình sẽ cắm điện nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ bật máy. Này, đèn nó sáng rồi này.
cây nháy rồi này, màn hình lên. Đấy, đang khởi động vào Win rồi. Cái bước này mới là cái bước mà chúng ta hồi hộp phải không? Phải bật máy mà lên cơ. Chứ nhiều bạn mà nhận những cái đồ hàng này này, nhất là ở xa ấy, gửi đôi khi nó bị lỗi này lỗi kia, hoặc là kiểu như là bị móc méo ấy, kiểu như người ta vận chuyển ấy, nên là nó sẽ gây những cái lỗi. Rồi, bây giờ lên là tốt rồi. Loa ok rồi. À, còn dây mạng nữa nhỉ. Đây, dây mạng này thì các bạn cắm vào cái rắc mạng đằng sau nhé. Và các bạn cắm cái đầu này vào cái modem hoặc là cái switch của nhà các bạn. Xong, như vậy là mình đã lắp xong cái bộ máy tính ngày hôm nay. Rất may là nó lên bình thường. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái cấu hình nhé. Cấu hình hiện tại của chiếc PC này là một con cây PC đây. Một con màn này là màn 19 các bạn nhé. Con này là của HP, mã là V193. CPU của nó là con i3-2120, RAM là 4GB. Các hình rời là một con GT730 2GB. Phím, chuột, lót. Nói chung là phím mới, lót mới, chuột mới, loa mới, vỏ mới. Còn màn này là màn cũ các bạn nhé. Màn này màn cũ. Và bên trong, quan trọng là cái bên trong. Cái bên trong thì cái nội dung này của mình, như mình đã nói với các bạn rồi, là mình sẽ tháo tung ra xem các cái linh kiện bên trong như nào. Nhưng mà cái clip này thì mình sẽ không tháo tung ra, mà mình sẽ tháo tung ở bên kênh máy tính và phần cứng cho các bạn xem bên trong các cái linh kiện người ta lắp là những cái linh kiện gì. Và mình sẽ tháo rời hết ra nhá. Mình đã nói hỏi rõ với shop rồi và mình được phép làm điều đấy. Ok. Và cái clip này tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ test game và test hiệu suất của cái chiếc PC này, tức là cái bộ máy tính này, xem cái hiệu suất ra sao. Còn mọi thứ đây, mọi thứ là đầy đủ hết rồi. Các bạn mua về là các bạn mình thấy là có đầy đủ hết mọi thứ, từ phím chuột, màn hình, mọi thứ, cả dây mạng nữa đều có cả. Là chúng ta bật lên để cho các bạn dùng thôi. Ok, chờ một chút để mình thử vào mạng xem có vào được không nhé. Ok, vào mạng được bình thường, loa kêu bình thường, mọi thứ đang dùng bình thường. Một chút nữa, mình sẽ cài game vào đây và mình sẽ test game cho các bạn. Chờ nhé. Trong quá trình chờ test game thì mình muốn quay gần cho các bạn xem cái bộ máy tính này nhé. Đây là cái cây này, đây là chuột này, đây là phím này, đây là loa này, còn đây là màn hình này. Cái cây này bên trong nó có cái led nháy nháy các bạn nhé. Thì ngày mai mình sẽ tiến hành là bóc toàn bộ cái cây này ra để xem bên trong người ta lắp bằng những cái linh kiện gì để cho các bạn tham khảo thêm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần test game. Bây giờ mình sẽ bật cái cấu hình lên để cho các bạn xem nhé. Chip của nó là con CPU i3-2120, main đang lắp là con H61LG, RAM là 4GB DDR3, các hình rời GT730 2GB D3. Ngay sau đây chúng ta sẽ test một vài game. Game đầu tiên mình test sẽ là game đột kích CF. Toàn bộ các cái thông số mình để ở giữa màn hình, các bạn có thể nhìn vào đó để tự tham khảo nhé. Sau game đột kích, chúng ta sẽ sang game tiếp theo là game Liên Minh Huyền Thoại. Hiện tại mình đang để cái mức setting là mức thấp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ để cái mức trung bình xem sao. Tiếp theo game Liên Minh Huyền Thoại, chúng ta sẽ sang một game nữa là game 7554. Mình sẽ để mức setting là thấp, rất thấp. Sau game 7554, chúng ta sẽ sang một game nữa là game ETS2. Hiện
Hiện tại mình đang để cái mức setting là thấp. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một vài game giả lập. Và game đầu tiên sẽ là game Free Fire các bạn nhé. Mình sẽ để mức setting như này. Sau game Free Fire chúng ta sẽ chuyển sang game PUBG Mobile. Mình sẽ đặt mức setting như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang game Valorant. Hiện tại mình đang để mức setting là thấp. Chúng ta sẽ chuyển sang game tiếp theo là game CS:GO. Mình sẽ để mức setting như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một game nữa là game FIFA Online 4. Mình sẽ để cái mức setting như thế này. Mức thấp. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Romelu Lukaku. Cơ hội từ đường chuyền. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. The Green. Xong game FIFA Online 4, chúng ta sẽ sang một vài game GTA các bạn nhé. Game đầu tiên là game GTA Vice City. Don't make me get my feet. Game GTA tiếp theo là GTA San. Và cuối cùng chúng ta sẽ test một game GTA nữa là GTA 5. Mình sẽ để cái mức setting như thế này.
Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái phần test game tại đây. Như vậy là mình cũng đã bóc hộp cũng như là test qua hiệu suất game trên cái bộ máy tính PC ngày hôm nay các bạn nhé. Với cái bộ PC ngày hôm nay thì nếu bạn nào mà muốn tự mua các linh kiện về lắp ấy thì các bạn cũng có thể tham khảo cái cấu hình này. Một cái cấu hình với main H61 này, chip i3-2120 này, RAM 4GB này, card hình rời GT730 2GB D3, SSD 120GB, nguồn hình là nguồn 300 hay là 350 ấy. Thì cái này thì ngày mai mình sẽ tháo tung ra để cho các bạn biết được là cái shop này người ta lắp bằng những cái linh kiện gì. Ok. Và với những cái bộ PC như thế này, các bạn mình thấy, bản thân mình thấy thì các bạn cũng có thể là sử dụng học tập, làm việc và giải trí với cái mức setting như là mình vừa mới test cho các bạn ấy. Ok. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây các bạn nhé. Nếu bạn nào mà muốn mình test thêm những cái combo hoặc là những bộ PC hoặc là những cái laptop nào của những cái shop nào bán thì các bạn hãy cứ gửi link cho mình. Mình sẽ cố gắng liên hệ rồi mình sẽ lấy về và mình bóc hàng cũng như là test hiệu suất để cho các bạn tham khảo. Ok. Còn cái bộ PC này mình sẽ để dưới phần mô tả clip. Nếu bạn nào muốn tham khảo cũng có thể nhìn dưới đấy để các bạn biết nhé. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip. Qua clip nếu có vấn đề gì, chia sẻ gì các bạn hãy cứ comment cho mình. Chào các bạn và cảm ơn clip. Chào.